Châu Ngọc Thủy xin chào lại tất cả quý anh chị và các bạn. Cũng không quên cảm ơn quý anh chị và các bạn thường xuyên vô kênh Châu Trường Vlog để chia sẻ và đóng góp ý kiến. Và chương trình hôm nay cũng bắt đầu. Ở đây là có hai cái ý kiến của hai bạn mà nó bị trôi lên bềnh ở trong cái kênh của tôi mà 7-8 ngày nay bây giờ tôi mới thấy và ghi lại đây để chia sẻ đọc lên cho quý anh chị và các bạn nghe. Anh phân tích chính xác hay lắm. Vậy nhờ bạn nói cho mọi người đừng đi nước ngoài bằng cách trốn qua Brazil. Brazil tức là ba tay đó cả. Brazil à, có người gọi là Brazil, có người gọi là Brazil. Vì mình chưa tới đó cho nên chưa biết người ở địa phương họ gọi cái tên nước họ là như thế nào. Vì là có nhiều cái tiếng Anh mà các bạn hoặc là tiếng Tây Ban Nha mà các bạn nếu mà đọc theo đúng theo nghĩa tiếng Anh là nó không đúng. Bằng cách trốn qua ba tay rồi đi bộ qua Mỹ hoặc Canada nguy hiểm lắm. Thì ví dụ như các bạn biết rằng là cái chữ người của Tây tiếng Tây Ban Nha đó, vì ở đó là cái vùng đa số hầu hết nói tiếng Tây Ban Nha, thì chữ che thì họ đọc là chữ thành ra chữ hát, giống như San San Jose, Việt Nam hồi xưa chúng tôi mới qua thì San Jose người ta gọi là San Jose, lúc đó là Texas thì người ta gọi San Jose là San Jose. À, rồi khi đến San Jose mới biết rằng là San Jose hô đó mẹ các bạn phải gọi như vậy thì mới đúng theo cái chữ đó là chữ che chữ ô chữ é chữ e, đó là cái mà tiếng mẹ nhiều khi chúng ta phải mình đọc theo cái tiếng Việt cho mình cho nó dễ hiểu dễ nghe, cũng giống như chúng ta nghe chữ Texas à, mọi người cứ nghĩ là Texas nó đúng theo cái chữ mà chúng ta dễ nói và dễ nghe gọi là Texas, nhưng mà người dân ở Texas họ gọi là Texas. Texas tức là nếu mà nói cho đúng theo tiếng Việt của chúng ta đó phiên âm tiếng Việt là Tết và xịt xịt tức là xịt xịt rùi xịt mũi đó các bạn gọi là Texas thì nó mới đúng là tùy theo cái âm chúng ta phát ra như thế nào đó nữa thì nó mới đúng là Texas, chứ còn cái người Việt chúng ta là gọi là Texas chứ không có ai gọi Texas cả, nhưng mà người dân kể cả người Việt mà ở tại Texas người ta cũng gọi đó là Texas đó. Thì tôi cũng có chia sẻ với các bạn vì khi các bạn nhớ nha, tôi nghe tin thì là những người đi qua bên cái vùng đó đó là phải mất tốn từ 65 đến 70 ngàn đồng cho một cái tổ chức buôn lậu, à, tức là buôn lậu người, đấy gọi là buôn lậu người đó các bạn, người người Tây phương họ gọi đó là buôn lậu. Thì khi các bạn tới tay những cái tay buôn lậu rồi thì các bạn biết là những cái tay mà buôn người buôn lậu thì bất cứ chuyện gì nó cũng có thể làm và dùng tới thấy được hết cả. Rồi ví dụ cho các bạn đi được qua Mỹ đi, đi được qua Mỹ là các bạn phải sống một cách bất hợp pháp. Còn nếu được vô sở di trú để điều tra, để hỏi bạn, để được cấp cho các bạn được ở lại hợp pháp là bạn phải có tị nạn, thuộc về là tị nạn chính trị. Mà đất nước Việt Nam bây giờ là một đất nước phát triển, bang giao với Mỹ rồi. Cái vấn đề tị nạn từ Việt Nam đi qua không còn nữa. Các bạn phải nhớ cái điều đó nha. Việt Nam không còn là tị nạn, ngoại trừ các bạn chửi nhà nước, đánh phá nhà nước, đủ thứ nhà nước thì nhà nước bắt tù, bắt ở tù xong rồi đó mới cái đám băng đảng Việt Tân này nó mới dùng lợi dụng những cái dân biểu mà nó bầu lên nó ủng hộ đó lên kêu gọi rồi kéo mấy cái anh chống cầm cự nó qua là theo vấn đề tị nạn hay di dân gì cũng ngất ngư hết cả các bạn. Thì tị nạn cái rằng là bạn được sống hợp pháp, bạn không cần phải lo lắng cái vấn đề là hợp pháp hay không hợp pháp, còn sống là do tự bạn đi kiếm mà sống lấy,
cũng giống như các bạn đi từ Mễ, các bạn qua Ba Tai được, các bạn phải vô xâm nhập Mễ, vô Mễ từ Mễ mới qua Mỹ được, bởi vì ở dưới biên giới Mỹ là Mễ, nước Mễ, Mexico, người Việt Nam chúng ta gọi là Mexico đó, Mexico. Thì từ Mễ đó bạn phải vượt qua những cái sa mạc. Nếu họ đưa bạn qua một cái nơi nào đó ở Arizona hay là ở New Mexico, hai cái tiểu bang đó là hai tiểu bang mùa hè này là nó nóng chết người, bạn đi trên sa mạc không có nước uống một ngày là bạn sẽ chết ngay. Bởi vì cái biên giới mà từ của bên Mễ Tây Cơ mà vô tới gần biên giới của tiểu bang mấy cái tiểu bang Arizona hay là New Mexico, nó qua cả một cái sa mạc rất là dài mà không có nước, mà trời nóng có thể là 40 độ F, 45 độ F của Việt Nam chúng ta. Thì các bạn nghĩ thử như thế nào, trong người không có nước một ngày là bạn sẽ chết, nếu bạn sống được may mắn lắm là hai ngày đó là rồi. Nếu bạn được sống đi, được may mắn sống, thì qua nước Mỹ họ phải nhốt bạn vô một cái trung tâm di trú, rồi họ mới thanh lọc bạn có phải thuộc tị nạn hay không. Bây giờ ok, họ cho bạn ra đi, hoặc là bạn trốn qua, bạn sống bất hợp pháp. Bất hợp pháp thì bạn phải kiếm một người chồng hợp pháp ở nước Mỹ có quốc tịch Mỹ mới làm đám cưới bảo lãnh, mà chưa chắc bạn ở lại được. Bởi vì khi bảo lãnh như vậy đó thì chính phủ Mỹ sẽ trả bạn về lại nguyên quán, rồi bạn ngồi ở đó bạn chờ người chồng hờ của bạn bảo lãnh bạn qua, rồi bạn tốn một mớ tiền nữa. Mà cuối cùng qua bạn phải đi lượm từng xu, từng sen. Thì bạn có bao giờ bạn lấy lại 100.000 đô la của bạn đi, cho là coi như là đám cưới cho bạn ở lại, nó phải tốn 30-40 ngàn nữa đi, cho 70 ngàn đi. Bạn làm một bộ móng tay 20-30-40 đi, thì bao nhiêu cái bộ móng tay đó bạn phải ăn chia với chủ nữa, 46 rồi. Thì bao nhiêu cái bộ móng tay đó để bạn lấy lại giống mà bạn đã chi cho những cái tổ chức buôn người đó để bạn được đến bước chân lên đất Mỹ. Đó là làm móng tay đó nha, còn những việc khác là khác không được đâu, không có đâu, chỉ ngồi trừ móng tay thôi. Hoặc là bạn có một cái nghề nào đó sẵn thì bạn làm chui làm đồ được, chứ còn bạn làm không có, bạn là di trú bất hợp pháp mà đâu phải dễ xin việc làm, không có ai dám nhận đâu, bị phạt bạn. Nhất là sắp tới, nếu mà ông Donald Trump ông thắng đắc cử thì tất cả các di dân mà nhập lậu ông sẽ trả về nguyên quán hết. Ông đã hứa với dân Mỹ rồi, thì dân Mỹ mới bầu chọn, chứ vì dân Mỹ không thích những người di dân bất hợp pháp. Người dân họ không thích, tại vì vô làm hỗn loạn cái đời sống của họ đang yên ổn, tự nhiên làm hỗn loạn. Cũng giống như đời sống Việt Nam chúng ta đang yên ổn, bỗng nhiên cho đa đảng, 3-4 đảng ở bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp, bên Đồ nó về, nó tranh, nó giành với nhau, ở trong nước nó tranh, nó giành với nhau, nó thành hỗn loạn. Bạn có muốn hỗn loạn như vậy không? Vì dân Mỹ họ cũng không muốn hỗn loạn như vậy, cho nên họ rất là ủng hộ cái sự hứa, lời hứa của ông Trump, mà ông Trump hứa là ông làm. Không như những cái đài vớ vẩn mà nó chuyên ngôn là nói rằng là cuồng Trump đó các bạn. Mấy cái đài là mấy cái đài của ban đảng Việt Tân, cũng là thuộc về loại ăn có nói không, ăn không nói có. Bình luận của Châu Ngọc Thủy chân thật. Hướng con người đi vào thực tế, bớt ảo vọng như bồn bán nước, chống cộng mù quáng. Nghe kênh của bạn để biết lẽ phải nhìn về quê hương. Bạn sơ nét về hội nghị Việt Kiều toàn thế giới và trí thức chuyên gia khắp thế giới về đóng góp xây dựng quê hương. Thì tôi có coi cái chương trình của anh Vũ Hoàng Lân phỏng vấn và một số chương trình mà vì hội Việt Kiều yêu nước trong họp ở ngoài Hà Nội trong tuần vừa rồi thì phải, cách đây 2 tuần gì đó tôi cũng không nhớ, tôi cũng coi thì thấy cũng là
Ok. Nhưng mà có một cái rằng là đa số thì là làm việc theo cá nhân nhiều hơn. Chẳng hạn như là một ông chủ này, một ông chủ kia, một ông chủ nọ. Thì tôi nghĩ rằng là cũng đó là một những cái khởi đầu rất là tốt. Rồi nếu mà các những chủ đó biết kết hợp lại với nhau, biết kết hợp lại với nhau, mỗi người một tay thì đóng góp cho quê hương thì càng tốt lành, tốt đẹp. Nếu họ cùng hợp tác với nhau, mở lên những công ty này, những công ty kia để cho người dân có việc làm thì đó là điều rất là quý, cả đôi bên đều có lợi. Rồi thì là dù là ai đầu tư vào Việt Nam đi chăng nữa cũng là giúp cho đất nước Việt Nam phát triển, và sự đầu tư đó cũng là một trong những cái vốn liếng của đất nước Việt Nam. Tại vì các bạn xây dựng lên công ty này, công ty nọ, tòa nhà này, tòa nhà nọ, rồi các bạn cũng đi, rồi cũng từng qua từng lớp này, từng lớp kia, lớp nọ, rồi cũng là trên đất nước Việt Nam chúng ta thôi. Anh này xạo quá à. Cũng lại là một tên khác ở trong cái kênh, một nickname khác trong cái kênh của mà tôi hôm trước tôi nói về Trần Nhật Phong đó các bạn. Thì tôi rất là xạo bạn à, tôi xạo vô cùng. Bạn thích nghe xạo cho nên bạn vô đây nghe phải không à. Cảm ơn bạn à, đã khen tôi xạo, ủng hộ anh là một bạn khác nữa ủng hộ. Rồi một bạn khác, anh đi buôn lậu trót lột không ai bắt được thì giàu rất nhanh, chính buôn lậu là trốn thuế đó. Bạn này nói vấn đề những người trốn thuế cũng như buôn lậu. Anh Thủy có biết tại sao Ngô Kỷ chống cộng không là vì bố mẹ? Ngô Kỷ vì là tư bản làm ăn với Mỹ Ngụy. Tôi đọc lại nha các bạn. Anh có biết tại sao Ngô Kỷ chống cộng không? Là vì bố mẹ Ngô Kỷ là tư bản làm ăn với Mỹ Ngụy, khi giải phóng bị tịch thu tài sản nên Ngô Kỷ cai cú chống cộng tới cùng. Cái chuyện mà ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhiều người mất mát cho nên hình như là ông thủ tướng, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt hay là Phạm Văn Đồng gì cũng có nói rằng là ngày 30 tháng 4 thì cả nước có kẻ vui vui người buồn, cái đó là chuyện bình thường thôi. Rồi buồn vui thì lâu ngày nó cũng phai đi, vì chúng ta buồn thôi mà, rồi lâu ngày cũng phai đi. Rồi tại các bạn hận à, cũng các bạn hận thôi, chứ đâu phải một người bị mất mát, rất là nhiều người bị mất mát. Nhưng rồi bây giờ rất là nhiều người được lại, mà được hơn cả ngàn lần, cả trăm ngàn lần, cả triệu lần cái mất mát đó nữa. Đất nước phải cảm ơn. Nếu chúng ta không mất đi thì chúng ta không có cái mới, sẽ không có cái khác. Chúng ta cứ ôm giữ bo bo một cái cũ rất như vậy, rồi cứ tưởng đó là tốt đẹp. Không phải vậy. Cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến, và cái tốt đẹp nó cũng sẽ không đến. Cho nên nhiều khi các bạn, chẳng hạn như các bạn gái bị chồng bỏ, hoặc là các bạn trai bị vợ bỏ, hoặc là bỏ vợ, hoặc là bỏ chồng, cái chuyện đó cũng là chuyện bình thường thôi. Cái cũ không đi thì cái mới nó không tới, mà biết đâu cái mới nhiều khi nó tốt đẹp hơn, và nó có thể là nó như ước muốn ước nguyện của mình. Không có gì phải cay cú với nhau cả, không có gì phải hận thù với nhau cả. Cho nên khi cái duyên nợ đã hết rồi, cái duyên nợ mà nó đã hết rồi thì níu kéo cũng vậy thôi. Đi, anh đi cho anh đi, em đi cứ tự nhiên cho em đi, không có gì phải hận phải thù. Chúng ta đi kiếm một cái nào mới khác để mà bồi đắp lại những cái gì mình đã mất, vậy thôi, cuộc đời mà. Hiếu Gió nói vào phòng an ninh sân bay và được phép hút thuốc, đúng là xạo ke.
có phòng làm việc của bất cứ cơ quan nào sử dụng điều hòa lại cho hút thuốc. Ngay cả quán ăn hoặc cà phê có phòng kính và điều hòa cũng không cho. Bạn này nói đúng, nói rất là đúng. Bây giờ Việt Nam chỉ những cái quán vỉa hè thì các bạn hút thuốc được, người ta không nói gì. Chứ còn vô trong những cái phòng kín, có kiến cửa nhìn ra ngoài này nọ, người ta cũng không cho các bạn hút thuốc. Đó, rồi các bạn hút thuốc phải đi ra ngoài, cũng giống bên Mỹ vậy thôi. Mà các bạn ngồi trong quán vỉa hè thì các bạn cứ tự nhiên. Mà các bạn vô những công sở, vô những chỗ làm việc, các bạn cũng không được hút thuốc, cũng không được, bởi vì người khác khó chịu. Rồi cái đó không là cũng không được rồi, chứ đừng có nói là điều hòa. Anh Thủy có biết Nguyễn Xuân Phương ở San Francisco không? Nên anh biết, anh chia sẻ cho mọi người biết vụ xin lại nhà ở Đà Nẵng của ông ấy với ạ. Người ở Mỹ mà có nhà ở Đà Nẵng thì nó có những cái trường hợp sau đây. Vì khi mà các bạn, mọi người, những người mà đi vượt biển, mà đi hết cả nhà, thì nhà nước vô tịch thu và sử dụng căn nhà đó. Bởi vì cả nhà đi hết rồi, thì nhà đó là thuộc về nhà nước. Thì trong cái thời gian đó, trong thời gian xưa đó, thì có một số cán bộ địa phương, họ vô họ lấy căn nhà đó, rồi họ ở luôn. Cái đó tình trạng đó có, chứ không phải là không. Tùy theo mỗi địa phương, nhưng mà tôi nghĩ có. Bây giờ ở chỗ tôi, hồi trước khi tôi đi vượt biển thì cũng có những cái người mà gia đình họ đi vượt biển thì bị niêm phong, và một số cán bộ hoặc là công an trong phường, những người làm là lớn ở trong phường rồi vô họ lấy căn nhà đó ở, hoặc là những người ở đâu xa tới biệt phái về phường, họ không có nhà có cửa, thì trong khi có những cái nhà trống đó thì họ ở rồi ở luôn đó. Đó là cái tình trạng trong cái thời giao mùa năm 1975. Sau đó một thời gian, thời bao cấp, nó cũng xảy ra cái chuyện đó. Rồi ngoại trừ là bạn đi theo cái diện bảo lãnh, thì bạn, căn nhà của bạn, dù bạn không có ai ở, bạn không báo, thì đó vẫn thuộc là căn nhà của bạn. Rồi đi theo cái diện bảo lãnh mà, còn đi vượt biên là sẽ bị bắt trong cái thời đó. Mà bảo lãnh thì vẫn còn nếu bạn không báo. Rồi còn nếu một trường hợp khác nữa, nếu ông Phương này ở bên Mỹ mà gửi tiền về nhờ một đứa em mua căn nhà hoặc là mua lô đất rồi đứng tay giùm, thì mua chừng 10-20 năm về trước thì căn nhà đó bây giờ khoảng chừng 500 triệu đi, nhưng mà bây giờ căn nhà đó lên tới 90 triệu, thì cái người mà đứng tay đó họ chiếm căn nhà vì tiền nhiều quá và giá trị nhiều quá, bây giờ họ ra cũng không có chỗ ở, thì bây giờ thôi kệ, mắc lòng ông anh, ông bên ông giàu lắm thì thôi mình ở đi, cứ ở đi, đại khái như vậy. Dù ông đồ cũng không đưa lại, vì giấy tờ là người em hay là người anh hay là người chị gì đó đứng tên mà, chứ đâu phải mình, tức là mình không có giấy tờ gì giữa hai bên ký với nhau. Nếu hai bên có những giấy tờ ký với nhau, ok, đây là cái nhà của ông anh tôi, ông gửi tiền về hoặc là ông mua đất ông sai và ông đứng tên không được, nhờ tôi đứng tên giùm, nếu sai sau này ông về, hoặc là nếu sau này ông muốn lái lại thì tôi sẽ bán và giao lại cho ông, hoặc là tôi giao lại cho ông để ông đứng tay đường, thì việc phải có giấy hợp đồng như vậy thì ra chính quyền họ mới giải quyết được. Còn bạn chỉ nối miệng với nhau trong tình anh em với nhau thì chính quyền không có chính quyền nào giải quyết được cho cái chuyện đòi nhà đòi cửa cả, bởi vì nhà nước Việt Nam bây giờ có luật lệ rõ ràng hết, hợp pháp, hợp tình, hợp lý. Miễn sao bạn thấy rằng là hợp tình, hợp lý và có những sự chứng minh giấy tờ đầy đủ thì nhà nước sẽ giải quyết. Vì tôi về đây tôi cũng tìm hiểu và nghe những người trong xóm họ thông hiểu về luật lệ của nhà nước cũng kể cho tôi nghe vấn đề đó. Cho nên cái chuyện mà ông Phương này như bạn nói đi
xin lại nhà ở Đà Nẵng. Thì tôi nghĩ nếu mà nó phải nằm trong cái trường hợp nào đó cho nên ông ta mới đi xin lại. Tại vì ông ta sau một thời gian không phải nhà của ông ta, nếu nhà của ông ta thì không có ai đuổi ông ta ra để mà đi vô đó ở cả. Quý vị có đồng ý với tôi không? Cho nên cái tình trạng của ông Phương này chúng ta phải hiểu cho rõ, cho kỹ. Chứ nhiều khi ông nói chỉ phần được cái phần của ông mà ông không nói hết những cái sự thật. Và các bạn và chúng ta không biết cái luật lệ mới về nhà đất đồ nó như thế nào, cho nên chúng ta không bàn sâu lắm. Muốn bàn sâu thì phải có một người thật hiểu, am tường về cái luật lệ nhà đất hiện nay ở Việt Nam, thì người đó mới nói được đầy đủ cho các bạn hiểu được. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu công việc, cái tình trạng đó như thế nào. Anh ơi, Việt Nam không có đất cho bọn bao que đâu, mà anh nói cho nó về. Và thì không có đất thiệt, bây giờ đất người ta mà người dân không có đất mà ở nữa, mà đất đó là giá, đâu phải là về mà có đất ở đâu. Bạn phải mua, mà mua mà không được, không có cửa. Như tôi đã nói là không có cửa, không có tiền vài 300.000 đô la để mà mua một miếng đất ở Đà Nẵng để mà xây lên căn nhà. Đó là mua đất thôi đó nha. Đó là những cái nơi ở bên xa bờ biển đó, chứ đừng có tưởng cái quẩn. Một bạn khác nữa nó về đến sân bay, lực lượng an ninh đã không cho nhập cảnh, thì làm gì có phóng viên nhà báo mà đăng báo chứ? Nếu nó không tự lên mạng than thì chẳng có ai biết luôn. Cho nên tôi cũng có nghi ngờ với cái anh chàng này lắm các bạn. Nghi ngờ này lắm, mà có hay không mình cũng đâu biết đâu. Nó nói thôi. Nhưng mà các bạn biết rằng là Khi lên máy bay thì bạn phải có cái visa. Bạn đi Việt Nam, bạn phải có cái visa Việt Nam thì người ta mới cho bạn vô máy bay. Mà khi tòa lãnh sự cấp cho bạn một cái visa vô Việt Nam, họ cũng phải coi lại giấy tờ bạn có phải thuộc về cái loại phản động hay không, cái loại phản động theo băng đảng Việt Tân hay không. Mà nếu mà phản động theo băng đảng Việt Tân thì họ không cấp visa. Không cấp visa thì các bạn không thể nào vô. Nhân viên từ bên Đức đã không cho bạn vô lên máy bay rồi. Không cho lên máy bay rồi thì làm sao xuống sân bay Việt Nam được? Ngoại trừ bạn có thể dùng lại cái hộ chiếu cũ của bạn thì không cần visa thì bạn đi vô Việt Nam được. Đó là cái trường hợp mà như vậy. Còn khi mà bạn không có visa vô Việt Nam mà hãng máy bay cho bạn đi đó vô Việt Nam rồi bị đuổi trả ra lại, cái người chịu trách nhiệm là hãng máy bay bị phạt đó. Cho nên không phải dễ dàng. Đó là cái mà tôi trong cái tiêu đề tôi có đánh dấu hỏi đó. Đánh hỏi là có hay không, đó là còn nghi ngờ. Hôm nào anh rảnh em mời bác về Hòa Bình quê em chơi, thăm quê nghèo bọn em nhé. Được bạn, khi nào có dịp tôi đi ra Hà Nội, đi ra Bắc thì tôi sẽ cho các bạn biết tới ở đâu cho các bạn biết. Nếu các bạn ở đó có muốn mời tôi uống một ly cà phê thì gặp nhau tán dóc đỡ buồn. Mà tôi thì không uống cà phê, tôi uống nước sâu thôi, nước ấm buổi sáng. Và tôi không uống bia nữa, cho nên là có một cái chuồng heo cho tôi ngủ là được rồi. Luôn ủng hộ em. Anh Châu Ngọc Thủy ở Đà Nẵng có thể nói về Phi Đông cho mọi người nghe đi. Thật sự tôi không biết Phi Đông là ai bạn, tôi chỉ coi mấy cái kênh của anh ta hay chiếu về ở bên Phi Châu, Africa. Có một người Việt Nam qua trồng trọt giúp đỡ người Phi Châu để mà làm trồng trọt ở bên đó thôi. Chứ tôi chưa biết bạn này là ai và chưa bao giờ gặp. Và tôi cũng lâu lâu mới coi cái kênh bạn này tí thôi, cũng không coi nhiều, thì thấy
có một số người ở bên Việt Nam hỗ trợ tiền bạc cho bạn này để bạn này giúp cho những người đó có hoặc là có một bữa ăn, đại khái là như vậy. Thì đó là việc làm tốt thôi, đó là một người, tôi thấy một bạn thanh niên người Việt Nam chúng ta ở bên Phi Châu mà giúp người Phi Châu để phát triển trồng trọt như vậy, đó là tuyệt vời, tuyệt vời. Mà tôi muốn làm đó, mà làm không được, tôi không thể nào làm được như bạn đó, buồn quá. Tính tôi là ham chỗ vui mà, cái chỗ rộng rịp mà ở như bạn đó, ở vùng Phi Châu, ở rừng Phi Châu thì tôi buồn chết được. Thà tôi ở đây đâu, tôi đi tu cho nó khỏe chứ. Cũng giống nhau mà nó cũng được một chút các Phật tử rồi tới để mà thăm một phía nhà ở vùng Phi Châu đó, tôi không tôi không ở được đâu, tôi phục bạn đó rất là nhiều. Châu Châu Trương mạnh khỏe hạnh phúc. Một bạn khác: ban nhóm Việt Tân và các hội đoàn không thiện cảm với nhà nước Việt Nam hiện nay chắc sẽ rất vui vì các nước xung quanh có nhiều bất ổn, bạo loạn, biểu tình. Chúng chờ Việt Nam có chuyện. Trong khi đó, nửa vòng trái đất TV đang tuyên truyền sự xung đột quyền lợi giữa quân đội và công an. Bạn cứ nhớ rằng là Việt Nam không thể nào mà có những cái biến động như các nước xung quanh và các nước trên thế giới hiện nay được. Bởi vì đang lãnh đạo, nhà nước quản lý, việc gì cũng qua quốc hội và có luật pháp trong đó cả. Không ai làm được hết cả. Dù là quân đội cũng có đảng, tức là cũng trực thuộc dưới đảng lãnh đạo. Còn cái chuyện mà quân đội với công an như theo bạn đó là nửa vòng trái đất TV tuyên truyền sự xung đột quyền lợi, thì tôi có nghe cái chương trình này, tôi có nghe anh Đỗ Dũng có bình luận ở trên, cũng về thêm một, ngoài ra còn có cái vụ mà đem cái vụ mà anh gì Quang Vinh, ở cái bạn Quang Vinh ra để chia sẻ, rồi đem một số chuyện trùng hợp ra để mà mổ xẻ, để mà phân tích rồi khẳng định phân tích để rồi khẳng định thì không được. Đồng ý là phân tích là theo cái sự suy nghĩ của mỗi người và theo sự trình độ hiểu biết của mỗi người, chứ không phải người trong cuộc. Bạn nói nhớ, không phải người trong cuộc, ngoại trừ khi người trong cuộc thổ lộ ra bên ngoài thì chúng ta mới biết được. Còn không phải người trong cuộc thì làm sao biết? Nếu không là phải là người tình báo thân cận lắm mới biết được những cái chuyện nào, chuyện thâm cung bí sự của một đất nước nào. Chứ ta không cần nói tới Việt Nam, bất cứ một quốc gia nào. Vì vậy các bạn thấy CIA họ đi tới muốn biết được những tin tức và ở nước nào thì họ tuyển dụng những nhân viên tình báo bất cứ nước nào kìa, họ phải tuyển dụng những người thân cận, những người thân cận mới làm tình báo được, chứ đâu phải mướn cái người mà chạy vòng vòng anh hút rác anh bảo vệ mà làm tình báo đâu. Anh chỉ biết trong cái phòng của anh thôi, đâu được vô những cái nơi bí mật để mà chứng kiến được những cái chuyện thâm cung bí sử. Vì vậy bạn nói thì bạn cứ nói, Đỗ Dũng nói thì cứ Đỗ Dũng cứ nói, cứ phân tích. Thì bạn nghe thì bạn phải suy xét rằng là anh bạn Đỗ Dũng nói như vậy có đúng hay sai, đúng không, có đúng hay sai. Là trước khi bạn bạn muốn phân tích về cái đề tài đó, cái clip đó anh Đỗ Dũng nói đúng hay sai, thì bạn phải ôn lại những cái clip khác để mà những clip đó để chứng minh so cho cái sự mà ngồi suy luận suy diễn của anh ta có đúng thật sự 100% hay không. Đó là như vậy, cho nên bạn hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, tôi chỉ chia sẻ cho bạn biết. Rồi từ bạn và quý vị
tự có một cái nhận xét lại. Chào anh Thủy, anh cho em hỏi, các bác chống cộng ở Hải Ngoại đi học 49 năm sao không lên lớp? có lớp đâu mà lên, học ngoài đường mà, học ngoài đường không, làm sao mà lên, có thầy đâu mà lên, toàn là tụ tập lại với nhau rồi học nhau thôi. Cho nên ông bà người ta mới nói là không thầy đố mày làm lên, cũng anh ta là học với bạn thôi, cho nên thành ra băng đảng. Ok, chỉ một chữ ok thôi. Đó là của một bạn khác. Một bạn khác nữa, tôi nghĩ có một số tên ca sĩ mang tư tưởng chống cộng. Có bạn, có chứ. Bởi vì một số ca sĩ của Trúc Hồ này, Nam Lộc này, Trịnh Hội, đó là ba tay sai của Việt Tân. Và ba tay này cũng có chức có vụ hết cả, không chức của cái này thì chức của kia, dù là không phải chức vụ trong băng đảng Việt Tân, cái chức chìm là mình không biết, nhưng mà có những cái chức vụ nổi như Voice, như SBTN, Trúc Hồ là giám đốc của SBTN, mà ai cho Trúc Hồ làm cái chức giám đốc đó? Các bạn phải hỏi thắc mắc. Rồi những cái cục quyên góp, ai là người đứng ra để xin quyên góp? Ông Nam Lộc, Trịnh Hội là người thổi bong bóng cho các dân chủ trẻ và đi thu thập những cái bạn trẻ trong nước đi theo nó. Rồi kể cả ngày xưa ở bên Úc là có cái tổ chức mà tuổi trẻ Việt Nam lên đường đó, rồi bây giờ cũng là lên đường, lên thiên đường hết cả rồi, cái tổ chức lên thiên đường rồi mà không biết cũng còn. Nó chẳng qua là nó không hoạt động mạnh nữa thôi, nó hết tiền mà nó chờ hồi trịnh, trịnh hội hối hôi, tiếng Mỹ gọi là hôi trịnh đó các bạn, là hôi đó, bị hôi trịnh là người Mỹ họ gọi khi mà họ nhìn danh sách đó là Trịnh Hội, hôi trinh họ gọi là như vậy đó. Cho nên những cái bàn tay lông lá của Việt Tân nó đều có, khi mà bất cứ một cái tổ chức nào, một cái hội nào vừa ra đời thì Việt Tân nó sẽ đưa người vô, từ từ nó sẽ xâm chiếm thành của nó. Nó là cái bọn ăn cướp mà, băng đảng mà, thành nó ăn cướp mà, nó muốn về cướp nước Việt Nam, nó là cướp không được, dễ gì. Xưa rồi tám ngồi đó bên đó mà mơ mà mộng, chỉ có mấy tay mà được cho những cái chức vụ đầy nọ, khi mà nó tụi ra nó bơm lên giới thiệu ông giám đốc này, ông MC kia hay lắm, nhưng mà bắt các bạn lên Trịnh Hội nghe nó lên nó làm MC nghe bức chán muốn buồn ngủ. Đó là tụi để tăng bốc bơm cho Trịnh Hội lên, mà Trịnh Hội không lên được, bởi vì khán giả họ khốn, họ biết cái thằng cha này nói không ra hồn ra gió gì cả đâu nghe, thành ra không có ai mời nó làm MC cả. Lâu lâu nể lắm, được có một cái công nào đó thì Trúc Hồ hay là Nam Lộc hay là đài SBTN rồi, hay là cái voi rồi, hay là những cái tiệc nào đó, những chương trình quyên góp nào đó thì đưa Trịnh Hậu lên quại một tí, lên nấu xạo nó láo một tí cho nó vui vậy thôi, rồi để kiếm tiền thôi. Và câu cuối cùng, chiêng trống cồn thanh la là đánh sèn sèn báo động. Thì hồi nãy giờ trong lúc tôi nói chuyện cũng có cái giờ các bạn ơi, cái giờ chiêng trống đánh lên hình như là 15 phút hay là 30 phút gì đánh một lần đó, thì cũng giống như cái đám dân chủ cùi, cũng là do cái đám ca sĩ nghệ sĩ truyền thông đồ này nọ đánh chiêng đánh trống để cho bà con tăng lên, để cho bà con nó đưa đi, để bà con nó bị đi lừa gạt thôi. Cảm ơn quý anh chị và các bạn, xin hẹn lại chương trình trưa hôm nay. Xin chào tạm biệt.